Nên là ngày hôm nay tất cả những người có mặt ở đây đó là những người rất là xứng đáng, những người đã rất là nghiêm túc. Cái điều đầu tiên trước khi chúng ta đạt được đến cái sự chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải làm cái người rất là nghiêm túc đã. Ở đâu đó chúng ta vẫn nghe thêm một cái câu nói nó cũ quá rồi, cho nên là không không đôi khi không muốn nhắc lại nữa. Đó là gì? Đó là tức là tâm ở đâu thì cái sự nghiệp ở đó, đúng không? Đây, tâm ở đâu thì cái sự nghiệp của người ta sẽ ở đó. Được. Và những người tâm ở đây thì nó không phải là cái gì quá lớn lao cả, mà chỉ cần đó là một cái sự để tâm của con người ta thôi. Tức là người ta tập trung vào một cái gì đó, và ở đâu đó chúng ta có lại còn nghe thấy rằng là khi người ta tập trung vào cái gì đó thì cái đó sẽ to ra, có đúng không? Có đúng là tập trung vào cái gì thì cái đó nó sẽ to ra không? Được. Thế thì khi chúng ta tập trung vào cái sự nghiệp kinh doanh này thì chắc chắn cái đấy nó sẽ to ra. Còn những người mà người ta không tập trung vào cái sự nghiệp này, hoặc người ta coi như đây đó là một công việc làm thêm, hay là làm cũng được mà chẳng làm cũng được, thì đương nhiên là không tập trung thì chắc chắn nó cũng to ra được rồi. Đó là lý do mà tại sao những người mới bắt đầu, rất nhiều những người mới bắt đầu họ đã có thể đạt được những cái thành quả rất tuyệt vời. Chúng ta biết là trong cái giai đoạn vừa rồi có những người người ta mới bước vào có 2-3 tháng người ta đã đạt tới 3 cái danh hiệu. Tức là người ta lên một lúc người ta đã lên một loạt 3 cái danh hiệu. Thì những người đó không thể nào là những người làm chơi chơi được, mà những người đó là những người làm rất nghiêm túc. Còn ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các trò một chút ngắn gọn là chúng ta sẽ đi với muốn đi với tốc độ này. Thì ở đây đa phần là các trò mới thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ muốn đi với tốc độ nào. Ví dụ như chúng ta phải hiểu rất rõ, người ta nói rằng biết mình biết người thì có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải biết được cái khả năng của mình, biết được mình đang ở chỗ nào. Cái mà người ta nói rằng là cái từ nó hoa mỹ hơn, người ta gọi là định vị được bản thân mình hiện tại bây giờ và trong tương lai. Thì trước khi ta định vị được nó ở trong tương lai thì ta phải định vị được hiện tại bây giờ bản thân của ta đang như thế nào để ta có thể đi được với cái tốc độ mà mình mong muốn. Và ngộ nhỡ như ta chưa đi được cái tốc độ mà mình mong muốn thì cũng đừng có buồn, bởi vì hiện tại ta đang là như vậy cơ mà. Thì có rất là nhiều, một trong những lý do, một trong 7 lý do mà mọi người người ta rời khỏi cái doanh nghiệp này, không phải cái ngành kinh doanh này nó không hay, nó không tuyệt vời, quá hay, nó quá tuyệt vời. Không phải là cái đối tác nó không tuyệt vời, đối tác nó rất hay. Nó hay, chưa biết rằng nó hay đến cỡ nào, nhưng chỉ cần biết một điều là có 1 triệu đồng để bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh, đấy là hay rồi. Còn có những công ty khác nó phải bắt đầu từ bằng 2 triệu rưỡi một tuần, và một tháng của nó phải là 7-8 triệu. Thì ít nhất ta thấy đó là một điều hay rồi đã, đúng không? Rồi. Rồi chưa cần nói đến tổ chức này có hay hay không, những người ở đây có tuyệt vời hay không. Thì ta chưa cần nói đến tổ chức đó, và cái chuyện đó không cần phải chứng minh nữa là cái tổ chức này có hay hay không. Thế thì hàng loạt các vấn đề như vậy, không phải là tất cả những cái điều vừa rồi nó không tuyệt vời, mà bởi vì người ta rời khỏi, một trong những lý do mà người ta rời khỏi ngành kinh doanh này, trong 7 lý do đó có một lý do đó là người ta bị vỡ mộng về ngành kinh doanh này, người ta bị vỡ mộng về cái kế hoạch của họ. Vì tại sao họ vỡ mộng? Bởi vì họ không định vị được họ ngay khi thời điểm hiện tại và thời điểm họ bắt đầu. Nên nhớ một điều, ví dụ như một bạn vừa mới sinh viên có bao nhiêu mối quan hệ, hãy liệt kê ra đi, có bao nhiêu mối quan hệ, không có đáng bao nhiêu. Cái thứ hai nữa, có bao nhiêu tiền, không đáng, không có đáng bao nhiêu tiền. Thứ ba, có bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc sống, không có đáng bao nhiêu. Thứ tư, có bao nhiêu kiến thức, không đáng bao nhiêu, toàn là kiến thức ở trong nhà trường thôi, đúng không ạ? Có bao nhiêu cái kỹ năng lành nghề ở trong cái lĩnh vực XC nào đó, không có. Và như vậy có nghĩa là toàn bộ là con số không tròn trĩnh, có đúng vậy không? Và nếu như toàn bộ là con số không tròn trĩnh như vậy nhưng lại muốn đi làm cái doanh nghiệp này với tốc độ là ngay 1 tháng đầu tiên, 2 tháng đầu, 3 tháng đầu đã có thể kiếm hàng trăm triệu một tháng rồi, và có thể muốn là một bước lên tiên rồi, có chuyện đó không? Không có chuyện đó được. Không có cái con số đó, mà có xác suất thì nó cực kỳ thấp, không khác gì trúng vé số cả đâu. Đó. Thế cho nên cái một người, nếu mà bạn chúng ta dẫn dắt một ai đó hoặc chính bản thân mình là một người đang định vị mình đang ở cái vị trí là toàn là con số không như vậy, thì hãy nên nhớ một điều là cái mà bạn cần làm đó là sống sót được ở trong ngành kinh doanh này đã. Đó là cái mà bạn cần đạt được,
cái đích của bạn đó là gì? Đó là làm sao phải duy trì được ở trong ngành kinh doanh này đã, rồi làm sao phải thích nghi được ở trong ngành kinh doanh này đã. Nên nhớ nha. Thế cho nên đa phần những người làm việc trong ngành kinh doanh này thuộc về những người mới bắt đầu, và kể cả những người dẫn dắt không biết chỉ ra cho những người mà người ta đang bắt đầu cái ngành kinh doanh này và họ đang ở cái xuất phát điểm là như vậy. Thế cho nên cái người đó sẽ bị vỡ mộng. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng không thấy đâu, không thấy bùng nổ, không thấy vĩ đại gì cả. Và bắt đầu họ đứng núi này, họ trông núi nọ, tức là họ nhìn một cái người bắt đầu cùng thời với họ. Và sao cái người đó bây giờ đi xa thế, tiến nhanh thế? Có 2-3 tháng trôi qua người ta đã lên 3-4 danh hiệu rồi. Thì phải hiểu rằng cái người kia họ ở cái vị trí nào. Một, cái định vị của cái người mà bên cạnh đó. Có thể cái người đó họ đã có gì? Tuổi đời họ đã có ok rồi. Mối quan hệ họ đã có rất nhiều trong cuộc sống rồi. Cái uy tín của họ đã có rất nhiều trong cuộc sống rồi. Trình độ bằng cấp có thể là có ích gì cái trình độ bằng cấp rồi. Tài chính ít nhiều họ cũng tích lũy được tài chính rồi. Kinh nghiệm nghề nghiệp có thể họ đã trải qua một vài công ty kinh doanh thương mại, hoặc là họ đã làm ở một cái vị trí quản lý ở đâu đó rồi, có kinh nghiệm rồi. Cái kỹ năng họ đã có những cái kỹ năng nhất định trong cuộc sống, và cái điều quan trọng là họ đã có tương đối nhiều cái kiến thức của cuộc sống rồi. Và một cái người như vậy thì họ đi với tốc độ có nhanh hơn không? Họ đi với tốc độ nhanh hơn là điều chắc chắn rồi. Cái xe của họ là cái phân khối nó rất lớn rồi, họ đã ở trên đường đua rồi. Và bây giờ họ chỉ ngồi và họ đề là họ phóng thôi. Và như vậy thì cái người đó họ sẽ đi nhanh hơn. Thế cho nên khi chúng ta dẫn dắt bất kỳ một người nào thì chúng ta cần phải vạch định vị ngay ra cái người đó. Lấy một tờ giấy ra, nào ok, kiểm tra xem tất cả các chỉ số sức khỏe của bạn đang có những chỉ số sức khỏe gì. Một, chỉ số sức khỏe về tài chính. Hai, chỉ số sức khỏe về gì? Chỉ số sức khỏe về kiến thức, chỉ số sức khỏe về kỹ năng, chỉ số sức khỏe về kinh nghiệm, chỉ số sức khỏe về mối quan hệ. Và điều đặc biệt là chỉ số sức khỏe về sự chuyên tâm, chuyên nghiệp. Bạn chuyên tâm ở đây được bao nhiêu? Có những người bước vào trong ngành kinh doanh này có khi cả ngày chả quan tâm đến. Giống như ngày hôm nay, có rất nhiều người, người ta tin tưởng rằng là họ phải ra ngoài kia, họ làm cả ngày để họ nhanh chóng đạt được cái thu nhập X3. Nhưng đó là một sai lầm chết người. Họ chạy với một chiếc xe không có năng lượng gì cả. Cái buổi học ngày hôm nay có quan trọng không? Nó quá quan trọng, bởi vì nó là cái nơi để nạp năng lượng. Và nên nhớ rằng nếu như tất cả các trạm xăng, bây giờ có xe điện, nó vẫn phải có trạm nạp xe điện. Nếu như không có cái chỗ mà nạp cái năng lượng như vậy, người ta sẽ chết trên con đường đi. Và cái chương trình như thế này, người ta gọi giống như chương trình gọi là marathon, mà là một chương trình tiếp sức cho tất cả mọi người để có thể đạt được cái tiêu chí đó. Nhưng mà chúng ta thấy không? Khi chúng ta quảng bá cái chương trình này, chúng ta đã làm quảng bá nó cả tháng rồi. Nhưng có rất nhiều người ngày hôm nay họ người ta đạt được cái tiêu chí này nha. Nhưng mà họ đang lao ra đường để họ đang đi tuyển người, và họ đang lao ra đường để họ thì họ bán hàng. Bởi vì họ sợ mất một ngày, họ lùi mất một cái thời gian. Đấy là một sai lầm chết người trong cái ngành kinh doanh này. Bởi vì ngành kinh doanh này đó là ngành kinh doanh sống được nhờ các sự kiện. Còn một người thử không 3 tháng dự sự kiện đi, cho dù có làm ai đi chăng nữa trong cái phòng Zoom này, thì sau 3 tháng nữa cũng như một người hết hồn. Da xanh ngắt và không có một cái tí năng lượng nào để có thể gì, để có thể vận hành được. Cho nên một trong những cái sai lầm chết người trong tất cả các sai lầm đó là gì? Đó là mình không có mặt ở sự kiện. Cho nên tôi rất chúc mừng cho những người nào ngày hôm nay hiểu được cái tầm quan trọng của sự kiện để mình đạt cái tiêu chí đến sự kiện, đó là điều quan trọng. Và có mặt ở sự kiện đó là cái tiêu chí thứ hai mà những người đến đây được. Thế thì quay trở lại đang nói đến cái vấn đề tiếp theo, đó là cái vấn đề gì? Đó là cái vấn đề chúng ta, tất cả mọi người xem cái chỉ số chuyên tâm của mình đến đâu. Nếu như cứ mỗi một ngày mình không xây dựng cái kế hoạch, mục đích, ước mơ cho mình, mình không vun đắp cho mình, chẳng khác nào mình trồng một cái cây, mình không tưới tắm, mình không bón phân cho nó. Và rồi cái cây nó cũng sẽ còi cọc và nó cũng sẽ chết đi thôi. Cho nên cái ngành kinh doanh này nó khó mỗi một tí thôi nhé. Nó là gì? Nó không phải là một cú một đập ăn liền. Một đập ăn liền thằng nào cũng máu lắm. Cho nên đánh bạc cái người ta rất máu. Bởi vì mở một cái ra là biết thắng thua. Cho nên nó máu đánh bạc lắm. Nhưng mà để chúng ta nuôi một cái gì đó, chúng ta thấy nó vất vả không? Chúng ta rất vất vả. Bởi vì cái ngành kinh doanh này nó là đòi hỏi một cái con người ở một cái sự trường kỳ. Và cái ngành này nó rất đúng với cái câu nói là ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay.
Chứ ở đây nó không phải là một cuộc thi nước, một cuộc đua nước đại hay là một cuộc gì, một chạy cuộc chạy ngắn, mà nó đòi hỏi một người chạy dài đó. Và những người mà người ta đã có một cái trình độ rất là nhiều rồi, ví dụ có rất mấy cái bằng cấp, có mấy biết mấy ngoại ngữ, đúng không? Cuộc sống hiện nay họ đang có một cuộc sống cái gì vô cùng sung sướng, họ uy tín rất nhiều từ trước nay, họ đã giúp đỡ rất là nhiều người, họ đã gì, họ đã tri ân lại rất nhiều người rồi. Thì những người như vậy là những cái người mà cái mối quan hệ, tức là những cái chỉ số của họ rất cao, và lẽ dĩ nhiên khi bước vào ngành kinh doanh này thì cái tốc độ của họ đi nhanh hơn, đó chỉ không có gì đáng bàn cãi cả. Thế cho nên tất cả mọi người ở đây chúng ta cần phải gì, kiểm tra lại toàn bộ các cái chỉ số sức khỏe của mình đó, để mình bắt đầu cho cái sự nghiệp kinh doanh này nó tốt hơn. Đặc biệt đây là cái giai đoạn rất tốt, các trò nhớ, đây là cái giai đoạn rất tốt để có thể bứt phá lên, để có thể bước sang một cái cảnh giới khác, để có thể nhanh chóng hơn để mình đi vào gì, mình đi vào thành công nha. Thì mình nghĩ rằng là hôm nay, đúng không ạ, từ sáng đến giờ chúng ta đã nghe 8 cái bài nói cực kỳ tuyệt vời, và tôi nghĩ rằng là chỉ cần một bài nói của một ai đó thì đã đủ năng lượng cho ai đó để làm, và chúng ta học nó rồi chúng ta phải hành nó nha. Xin chúc mừng cho sáng là 274 người đã ngồi lắng nghe nhé. Và giờ phút này là còn là 219 người đã ngồi cái Zoom này. Chúc cho tất cả các trò một lần nữa sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho sự cố gắng vừa rồi và chúc cho 3 tuần tới, đúng không? Sẽ đạt được mọi cái tiêu chí của mình cho 3 tuần tới. Chiều ngày hôm nay đó là chương trình dành cho các lãnh đạo từ Pro trở lên. Người sẽ học cái cách để điều hành doanh nghiệp này thế nào, học cái cách bùng nổ thế nào, học cái cách để có thể gì, để có thể tăng trưởng bản thân mình ngoạn mục như thế nào, và chiều nay chỉ dành cho những người đạt doanh nghiệp Pro.